Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 88 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thần Uy của Thánh Thể Hoàng Cổ. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. ở đoạn cuối tập hôm qua thì Diệp Hàm chặn đường của Khương chật Thần. Cái tên này là cái tên mà trước đây đã từng à, à, truy sát theo Diệp Hàm, sai khiến lính mà truy sát theo Diệp Hàm để lấy thượng nguyên, để lấy bảo vật trên ngự của Diệp Hàm đó. Thì lúc này thì à, ở thời điểm hiện tại, người hầu cả hạ đi theo gã đến 700 tên gì đó, ở trong đó có cả cường giả, không phải cường giả mà có cả những à, người có tu vi ở tứ cực bí cảnh nè. À, rồi à, những người ở à, À, đạo cung bí cảnh giống như Diệp Phàm. Đoạn cuối tập hôm qua thì Diệp Phàm hét đứng một tiếng làm chấn động cả cái khu vực đó. Thì phốc một tiếng, một tên đạo cung tứ trọng thiên lập tức băng toái. Ba gã ngũ trọng thiên thì bị âm ba khủng bố này khiến rơi ngay xuống mặt đất, toàn thân trắng bệt. Diệp Phàm hóa thành một đạo kim quang xông lên, tốc độ nhanh không lường được, khiến cho người ta sợ hãi. Nắm đấm màu vàng vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản, đánh nát tất cả các loại pháp bảo. Phốc phốc phốc, ba gã đạo cung ngũ trọng thiên bị ba quyền của hắn đánh nát trở thành huyết vụ hình thần câu diệt biến mất khỏi thiên địa diệp hàm bay lên bầu trời nhằm về một người trong ba gã tứ cực nhất trọng thiên hắn không rút ra đả thần tiên mà chỉ bằng vào lực lượng thân thể diệt sát bọn họ ba tiếng nổ liên tiếp vang lên quyền đầu màu vàng của diệp hàm với khí thế nghiện áp không gì có thể chống đỡ răng rắc những kiện vũ khí của ba gã thứ cực nhất trọng thiên lần lượt hóa thành bột mịn mà ba người này cũng tứ phân ngũ liệt băng toái trên bầu trời người khương nhật thần và ba người còn lại vô cùng kinh ngạc gần như không thể tin vào hai mắt của mình thánh thể cổ đạo cung ngũ trọng thiên chỉ có thánh địa mới bồi dưỡng ra được mùa mấy vạn năm qua thánh thể thái cổ gần như không thể đột phá tới cảnh giới này được Diệp Phạm rất bình tĩnh, lưng mang đã thần tiên đi nhanh về phía trước. Mỗi bước của hắn đều khiến cả băng nguyên rung chuyển. Uy áp thần thể hoang cổ khiến lòng người như nứt ra. Có một cổ áp lực mãnh liệt không gì sánh nổi. Ba tên các ngươi đều là tứ cực nhị trọng thiên, tiến lên giết hắn cho ta. Khương Dực Thần kêu lớn. Khi ba người này vừa động, thì Khương Dực Thần lập tức cưỡi cái đầu dị thú kia quay lại, hóa thành một đạo thanh quang, bỏ chạy, lao nhanh về phía chân trời bỏ mặt tất cả những người thuộc hạ của hắn ở lại đây mà tự mình chạy trốn. Thiên tính của gã tàn nhẫn, cảm giác ba người này không phải là đối thủ của Diệp hàm nên trực tiếp chạy trốn rất quyết đoán. Hư không trung chuyển, thiên địa đều rung rẩy. Trong đạo cung Diệp hàm lao ra một cái đại đỉnh, buông xuống huyền hoàng khí vạn trượng, phóng đại cầu tới tám thước. Lập tức nó liền lao ra ngoài, nháy mắt đuổi theo Khương giật Thần. Âm một tiếng, chiếc đỉnh liền ép hắn xuống băng nguyên, ba gã thứ cực nhị trọng thiên lập tức biến sắc không chiến mà chạy phân ra ba đường mà lao ra diệp phạm ném ra cái kim cương trác, loại vũ khí này uy lực kinh thiên động địa lập tức khiến băng nguyên phía trước sập xuống băng tuyết tan biến đại địa băng nát tên tu sĩ chạy về phía đó cũng không kịp hừ lạnh một tiếng đã bị kim cương trác đánh cho tan nát ngay cả huyết vụ cũng không kịp lưu lại hoàn toàn dập nát thành tro bụi Diệp Hàm lại tế ra Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm một đạo u quang xé rách thiên địa hóa thành một con chân lông ngẩng đầu giống lớn nháy mắt vọt về một phía tên khác. Phốc Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm xẹt qua tất cả thủ đoạn phòng hộ của tên kia lập tức tan nát bị xuyên qua hết. Hắn chết cũng không thể sáng mắt một thanh tiểu kiếm màu đen dài chưa tới một thước đã xuyên qua mi tâm lưu lại một cái lỗ máu ngay sau đó từ thân thể của gã xông ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Trong khoảnh khắc cả người của gã bị kiếm quang xé tan nát, không lưu lại một chút gì. Cùng lúc đó, Diệp Hàm tự mình đuổi theo tên còn lại. Hắn hóa thành một đạo thi chấp màu vàng, phá nát trường không, nháy mắt đã đuổi theo kịp rồi. Người này cũng dũng mãnh xoay người lại, sử xuất ra toàn bộ thực lực, thông thiên triệt địa, phát ra tám hư thân như thần linh, tế ra mười mấy cái kiện vũ khí công kích. Trời cao cũng bị chấn động, khắp băng nguyên rung chuyển, nhưng hết thể đều là ví công tốn sức dù thanh thế của gã rất mạnh, chiến lực kinh người, nhưng mà gặp phải thánh thể hoàng gỗ Đạo cung ngũ trọng thiên thì nhất định phải nuốt hận rồi. Diệp hàm cầm đá thần tiên trong tay, dùng nhất khí phá vạn pháp đánh xuống, phá vỡ hết thảy. Âm thanh đinh tai nhức ốc vang lên không dứt, tất cả đều bị phá toái. <laughs> Tên này hét lớn, tóc tay bù xù như lâm vào điên cuồng. Phốc! Diệp hàm đánh ra một chiêu, tất cả âm thanh dường như im lặng trong thiên địa chỉ còn lại gió tuyết tất cả địch nhân đều hóa thành tro bụi đây là thánh thể hoang cổ đạo cung ngũ trọng thiên đã vô cùng khủng bố chiến lược kinh thế trừ khi gặp được một đời đại đế lúc còn trẻ bằng không cùng dai khó gặp được đối thủ kim cương trác lồng văn thắt kim thánh linh kiếm toàn bộ chìm vào trong cơ thể của diệp hàm đồng thời vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động đánh rơi khương dực thần ra ngoài Ngươi dám đi vào địa vực khương gia ta để giết ta sao? Gã sinh ra một tia sợ hãi, Diệp Hàm khẽ nở nụ cười vô cùng sáng lạng rồi nói <laughs> Hai đại thánh địa ta đều dám đắc tội, giết ngươi thì tính là cái thá gì chứ, còn nói chuyện dám hay không dám làm cái gì? Bằng nguyên xét lạnh, trắng xóa một mảnh, lạnh tới thấu xương, mình mùng bát ngát. Vẻ tươi cười trên mặt của Diệp Hàm thật là sáng lạng, như một mặt trời ấm áp trong bầu trời đầy tuyết, nhưng mở trong mắt của Khương dực Thần thì khuôn mặt này vô cùng đáng sợ. để lòng gã sợ hãi, ngay cả lỡ trong băng thiên tuyết địa lạnh lẽo mà vẫn toát ra mồ hôi. Đối phương muốn tiêu diệt gã thì ở phiến băng nguyên hoang vắng này căn bản là không có ai có thể cứu được gã cả, dù thân phận bất phàm cũng vô dụng mà thôi. Hư không kịch chứng phát ra tiếng ông ông, Khương dực Thần tế ra một cái thanh thiên la tán, mở ra một vòng trời ép xuống người dịp phàm. Diệp Hàm ung dung từng bước một tiếng tới, như không thấy ma tán màu đen này, bước thẳng về phía của Khương Dực Thần. Cho một tiếng, khi Thiên La Tán ép tới người, Diệp Hàm chỉ huy quyền mà đánh lên. Thiên La Tán lập tức bị đánh tan, ma tán biến thành mảnh nhỏ. Lôi điện thuẫn biến sắc, thánh thể hoàng cổ không ngờ lại cường đại như vậy, chỉ nhất tay đã có thể phá hủy pháp bảo, còn có gì có thể kháng cự được đây? Ngày xưa chỉ một mệnh lệnh đơn giản của gã gần như đủ giết chết Diệp Hàm, nhưng mà hiện tại đối phương lại tạo cho gã một áp lực cực lớn Khiến cho gã hiểu được sự đáng sợ của việc bị dày vò So với lập tức đánh chết còn khó chịu hơn Giờ khắc này gã bị sự sợ hãi cực độ tra tấn. Vạn kiếm tề minh, ngàn vạn đạo kiếm quang chiếu rội khắp băng nguyên Sáng lạng chói mắt, mỗi đạo dài hơn 10 thước rất thu to Thần mang mãnh liệt xuyên qua cả hư không bao phủ lấy dịp hàm Đáng tiếc hết thảy vẫn vô dụng như cũ Di Phạm căn bản không cần ngăn cản, chỉ phát ra kim quang của thánh thể thái cổ cũng đủ khiến cho tất cả tan biến, như một vần thường dương chói mắt. Hắn tóc đen khẽ bay múa, ánh mắt sáng quắc, có một cổ khí chất suốt trần, được hào quang màu vàng bao phủ như một thần linh hành tổ dưới nhân gian. Ngươi! Khương Dược Thần nhìn thấy một màn này lại càng sợ hãi, địch nhưng đạp tuyết mà tới, vô cùng ung dung tự nhiên, không thể ngăn cản. Đối với gã là một sự tra tấn rất khó tả gã ném ra một cái tử hồ lô màu tím vàng tử khí trùng tiêu khiến cả phiến băng tuyết đều bị nhúm thành màu tím nhanh chóng phóng đại như một tòa núi nhỏ áp xuống chiếc hồ lô này thực không tầm thường là da da của gã tự tay luyện chế thành vô cùng cường đại nhưng mà diệp hàm vẫn như cũ ung dung đánh ra một chưởng hồ lô lớn như ngọn núi này khiến cả băng nguyên rung rẩy nhưng lại bị một chưởng của dịp hàm bắt được trên bàn tay của hắn lóe lên một mảnh hào quang tím vàng. Khương Chật Thần thét lên một tiếng, thân thức của gã trên cái hồ lô này lập tức bị xóa bỏ, bảo bối cũng đổi chủ. Chiếc hồ lô này hóa nhỏ lại chỉ cao có ba thức xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Hàm, tình oánh trong suốt, tử quan lưu động. Ba vấn đề, một là Khương Gia còn có người nào muốn hại Tiểu Đình Đình hay không vậy? Thứ hai là Gia Gia ngươi có địa vị tương đương với Thánh Chủ Khương Gia hay không? Thứ ba là thứ mà Khương Gia dùng hàng vũ lô để trấn áp, rốt cuộc là cái gì? Diệp Hàm nhoẻn miệng đưa ra ba vấn đề. Toàn thân của Khương Dực Thần ướt đẫm mồ hôi. Gã biết Diệp Hàm tuyệt đối là cố ý khiến cho gã thể nghiệm cái loại sợ hãi vì tử vong uy hiếp này. Dù chỉ mấy năm nhưng đối phương đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Không còn là một thiếu niên non nớt mà chỉ tùy tiện phái ra vài tên kỵ sĩ đã có thể giết bỏ. Hiện tại thánh thể hoàng cổ đã tu tới đạo cung ngũ trọng thiên. Dựng thân trong thuyết nhưng kim quang bao phủ như tiên vương lâm trần đủ đứng ở trên đỉnh cao mà nhìn xuống gã. Khương Dược Thần biến sắc, không nói được lời nào. Gã biết đối phương lại muốn giết gã, dù trả lời như thế nào cũng đều khó có thể thoát khỏi cái chết được. Diệp Hàm từng bước tới gần như thiên địa hợp nhất, có một loại hòa hợp với sự tự nhiên đáng sợ. Mỗi bước của hắn đều khiến cho mặt đất rung chuyển, Khương Dược Thần bị áp bách khiến hít thở không thông, cuối cùng phun ra một búng máu tươi. Giờ khắc này toàn thân của gã hư thoát, cả người vô lực lập tức ngã xuống mặt đất. <laughs> 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 Diệp Hàm cười lớn, thân sắc của Khương Dược Thần tái mét, cảm giác được một loại sỉ nhục còn khó chịu hơn cả giết gã nữa. Thiếu niên mà mấy năm trước gã còn miệt thị thì lúc này đã nắm sinh tử của gã trong tay rồi. Soạt. Hào quang chợt nhoáng lên, Diệp Hàm dùng chính cái hồ lô màu tím vàng của Khương Dược Thần vừa rồi mà thu gã vào, hoàn toàn phong ứng bên trong. Hắn không muốn hoàn toàn trở nên quyết liệt với Khương Gia, Gia gia người này rất có lai lịch, có thể tranh phong với thánh chủ, trước mắt không nên quá tuyệt. Hắn sợ những đại nhân vật kia dùng thủ đoạn đặc biệt phát hiện ra, cho nên tạm thời lưu tính mạng của gã lại, hết thảy đều chờ xem tương lai như thế nào mới tính tiếp. Diệp Hàm thu lấy chiếc đỉnh, bên trong còn có một con dị thú, trên đầu sinh ra một cái chiếc ngọc sừng ngũ sắc, có thể cảm ứng sự tồn tại của Linh Bảo. Loại dị thú này gần như đã tuyệt diệt vô cùng quý hiếm, Hắn không thể đánh chết nó vì tương lai chắc có thể có chỗ dùng tới, cuối cùng cũng phong ứng trong hồ lô. Còn mấy tên tùy tùng kia thì hắn không lưu lại một thứ gì cả, bất kể là pháp bảo hay dị thú đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Hàm xử lý xong tế ra huyền Ngọc Thai, trực tiếp vượt qua hư không mà đi, không lưu lại chỗ này lâu. Bắt vực vô cương, mười dạng dặm bị băng phong, trăm vạn dặm có tuyết rơi, không ngừng vượt qua hư không. Diệp hàm suốt cuộc cũng về tới Hạo Châu, cũng là nơi mà trương ngũ gia trùng kiến thôn trại trên mặt đất là một mảnh băng tuyết nơi này cũng không có khác gì bị tuyết trắng bao phủ hơi thở vừa phun ra lập tức kết thành băng tuyết <laughs> tiểu diệp tử người rốt cuộc đã trở lại rồi ta đã nghe được hành vi của ngươi ở thần thành đó thật sự là kinh thế nghe đồ phi xuất hiện đầu tiên lên tiếng gã ở ngay trong thạch trại nhận được tin tức do lý hắc thủy từ thánh thành truyền tới biết diệp phạm đã sớm rời đi từ một tháng trước cho nên vẫn chờ nơi này Diệp Phạm cũng cười lớn, cảm giác vô cùng thân thiết. <laughs> đi thôi, khoan hãy nói cái gì hết, hôm nay không say không vậy. Đồ Phi cười rồi nói. Hắc Hoàng chạy đâu rồi? Diệp Phạm hỏi. Hắn có thể ở Thánh Thành yên tâm mà đổ nguyên, chủ yếu là do Đồ Phi giả mạo hắn và Hắc Hoàng đi cướp bóc xung quanh, khiến cho thiên hạ để ý. Con chó chết kia mỗi lần chạy đi cũng mất mấy ngày, cướp bóc khắp nơi, không biết cắn biết bao nhiêu người rồi. Nữ đệ tử các thánh địa còn coi nó là con chó háo sắc nữa kìa, cái tình khốn nạn này Diệp Hàm cũng không biết phải nói cái gì cho phải nữa Đi thôi, thừa dịp con chó này còn chưa dậy. Chúng ta đi ăn thịt chó thôi Trời rét như vậy mà ăn thịt chó là ngon nhất đó Uống thêm vài chén rượu lâu năm Thì đúng là sướng như tiên luôn Trong phòng ấm cúng Lò lửa rất lớn Không lâu sau đã có mùi thịt chó mê người bay ra Diệp Phàm và Đồ Phi và Trương Ngũ Gia Ngồi quanh bếp lửa không ngừng chạm cốc Ăn nhiều thí độ đầu đổ, đổ cả mồ hôi sau đó không lâu Vương Xu, Nhị Lăng Tử cũng chạy tới, cùng nhau uống rượu ăn thịt chó, vô cùng hào hứng. Bọn họ không ngừng nâng chén, kể chuyện cũ. Dịp Hàm cũng không giấu giếm cái gì, nói hết những gì đã trải qua, khiến cho mấy người không ngừng kinh thán. Diệp Tiểu Ca, khi nào thì mang chúng ta đi thánh thành, kiến thức một chút vậy? Vương Xu và Nhị Lăng Tử rất hâm mộ. Đồ Phi nói. Thần Thành là một nơi quanh năm đều như mùa xuân vậy, so với nơi lạnh giá như chúng ta thì thất hơn rất nhiều, ta cũng muốn tới đó cho qua mùa đông nữa. Đột nhiên mọi người cảm giác không ổn, một cỗ sát khí thú xương ập tới. Các ngươi đang ăn thịt gì? Đại hát cẩu không biết đã trở lại từ lúc nào. Thịt lừa. Đồ phi liền nói. Đúng là thịt lừa, còn có một chút thịt dây nữa. Nhị lăng tử bên đó cũng nhỏ giọng thêm vào. Đại hát cẩu nghiêm mặt, nhe răng nhít miệng, lộ ra ánh mắt sát nhân. Ồ, ờ, ta được lấy thêm ít củi nha, lửa không được lớn cho lắm à trương ngũ gia là người đầu tiên muốn rời đi ta đi lấy thêm ít thịt dê vân xu cũng muốn chạy đây là thịt lừa đó không tin ngươi nếm thử cái là biết liền à đồ phi chục dạ đại hát cẩu nhảy tới cả căn phòng là một mảnh đại loạn tiếng chó sủa và người kêu thành một mảnh hỗn loạn qua chừng nửa canh giờ mọi thứ mới trở lại bình thường lần này lại được thay bằng thịt lừa thực đồng thời còn đặc biệt nướng cho đại hát cẩu bốn con dê vàng rợp nó mới chịu yên ổn ngồi ăn Bổn hoàng gì em trợ cho ngươi mà chảy nắng dầm mưa ngẫm nắng nấu cây <laughs> đồ phi nghe nó nói như vậy lập tức biểu môi nói ha, con chó nhà ngươi nói vậy không biết xấu hổ hả trên danh nghĩa là yểm trợ cho dị phạm thực tế lại cướp bóc cho chính mình quả thật là một tên tội phạm cướp của còn đi xung quanh kêu gào thu nhân sủng nữa mỗi lần không phải đều là ta giúp ngươi giải quyết hậu quả hay sao <laughs> một người một chó vừa ăn vừa kêu la ngươi rốt cuộc thu được mấy nhân sủng rồi Diệp Hàm hỏi đại hát cổ Từ mấy thánh địa có bắt được bảy 8 người Nhưng chúng quá yếu ớt Kết quả hỏng hết rồi Thật sự tố chất tâm lý còn quá kém mà Đại hát cổ khinh thường lắc đầu Diệp Hàm dở khóc dở cười Con chó này thật là quá đáng mà Dù thần kinh có vững tới mấy Nhưng bị một con chó bắt làm nhân sủng Thì cuối cùng cũng điên mà thôi Con chó này đúng là một cái mầm mống gây chuyện mà Đồ Phi ở một bên nói "Gâu gâu." cuối cùng dịp hàm lấy ra một cái khối thần nguyên lớn bằng nắm tay ném cho nó ánh mắt nó lập tức sáng bừng lên lao ngay tới nước miếng suýt nữa thì trào ra hắn tổng cộng còn lại ba khối thần nguyên như vậy một khối cho tiểu đình đình khối này cho đại hát cẩu sau đó diệp hàm đưa khối cuối cùng cho đồ phi thần nguyên hiếm có lại có các loại tác dụng thường diệu các thánh địa đều rất khao khát đại hát cẩu vô cùng tham lam cất đi khối của mình lại bắt đầu có ý đồ cướp khối của đồ phi nữa con chó người dám cắn ta hả đại chiến người chó lại bùng nổ thiếu chút nữa khiến cả căn phòng lần nữa bị lật tung lên rồi diệp hàm vất vả lắm mới khuyên can được nhưng mà đồ phi cũng bị cắn cho hai cái ta thu được một con linh thú diệp hàm thả con kỳ thú khương giật thần làm tọa kỵ kia ra bỗng hoàng môn đại hát cổ liền lên tiếng nước miếng cũng trào ra người cưỡi hả diệp hàm là muốn đưa cho đồ phi nhưng nó lại tham lam Trang thú tầm bảo không phải để cưỡi mà dùng nó để tìm bảo bối đây là tọa kỵ của đệ tử trọng yếu Khương Gia Không thể để lộ ra được đâu Diệp Phạm cảnh cáo Ta trước tiền nuôi nó cái đã Không có nhân sủng thì trước rồi thu thú sủng vậy Diệp Phạm rốt cuộc nhận ra Thứ gì tốt cũng không thể đặt trước mắt Của cái con chó tham lam này được Nếu không nó sẽ tìm mọi cách mà cướp đoạt Sau đó Độ Phi nói tới việc Gần đây có một cường giả trẻ tuổi thần bí cuộc khởi Đuổi giết môn đồ thánh địa Khiến cho các thánh tử cũng phải rất chú ý Bỗng hoàng biết đó là kẻ nào Hai ngày trước ta đã gặp qua rồi để hát cổ nói Ngươi gặp rồi hả? Là ai vậy? Diệp Hàm kinh ngạc Là một tên hỗn đảng giống như ngươi vậy Không lộ hình dáng Sau lưng có một cái cây côn May mắn cái mũi bổng hoàng thật là tốt Còn nhớ rõ mùi của hắn á Con chó này bớt giỡn đi Nói thiệt đi Lấy thêm một khối thần nguyên nữa ra đây Bổng hoàng sẽ nói cho ngươi Cái con chó chết thầm lâm này Diệp Phạm ra tay hướng nó mà chụp tới Đạo con ngủ trọng thiên Đồ Phi dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn thấy vô cùng khiếp sợ. Cảm giác như là một con manh lông đã thức tỉnh, khí huyết dồi dào khiến lòng người kinh hãi. Được rồi, được rồi, ta nói cho ngươi là cái tên bạn bác. Cái gì? Bạn bác? Hắn đi ra rồi hả? Diệp Hàm kinh hỉ. Đi vào cái thế giới này, hai người ở chung không đủ một năm đã tách ra rồi. Hắn hiện tại ở đâu vậy? Diệp Phạm hỏi. Giờ phút này đại hát cổ chỉ nhìn theo bàn tay màu vàng của hắn mà chảy nước bọt, miệng nói. Thánh thể một khi tiến vào tứ cực bí cảnh Thì máu cũng là linh dược Tương lai Con chó chết này Ngay cả ta mà ngươi cũng dám có ý đồ hả Dịp hàm tác cho nó một cái rồi nói Nói mau Bạn bác ở đâu Hôm trước ta gặp hắn Thì hắn đang đuổi với cái tên thánh tử dự khuyết của Diêu Quang Đại hát cậu nói Đồ phi tán thưởng <laughs> Mảnh nhân như vậy phải kết giao mới được Dịp hàm tâm trì thần động bạn bác suốt cuộc tu luyện thành công sau khi đi ra, hắn tin rằng sẽ nhanh gặp lại vì hắn biết bạn bác ra tay là vì hắn. Ngũ gia, lần này ta thiếu chút thạch khí. Diệp Hàm nói với Trương Ngũ gia, hắn hy vọng có thể thu hoạch thử cái thần tàng do Nguyên Thiên Sư lưu lại. Hắn vô cùng cung kính lão nhân này có thể đi tới ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào Nguyên Thiên Thư của gia tộc lão nhân, nếu không tu luyện rất khó có tiến cảnh. Hắn không cho Trương Ngũ gia thần nguyên là vì lão không dùng được mà cho rất nhiều dị nguyên khác đủ cho mọi người ở thạch trại sử dụng. Ừ, phá đi, ta cũng muốn nhìn xem thử rốt cuộc có cái thứ gì. Trương Ngũ Gia gật đầu. Còn mãi nữa ha, đừng cắt ra một cái quả độc nào nữa nghe. Để hát cẩu sen mầm vào. Con bà nó nhắc tới chuyện này ta mới bực ngươi nè, con chó chết nhà ngươi đó, ngươi còn không biết xấu hổ mà đề cập tới chuyện lần trước nữa hả? Ngươi có biết đó là cái gì không? Ngươi cắn một phát mất mười mấy dạng cơ nguyên đó, đó chính là nhân nguyên quả đó. Đại hát cẩu lập tức nhảy dựng lên, thân sắc vô cùng giật mình, Đúng là cái tên bảy gia tử nhà ngươi Đồ Phi sau khi nghe chuyện cũng tức điên người Đại hát cổ nghẹn họng nói Người nói là độc quả hôm trước hại chết ta Chính là nhân nguyên quả Có thể gia tăng thọ mệnh Mà những nhân vật cấp thánh chủ cũng thèm khác hả Chính là cái loại quả này đó Diệp Phạm nói Đại hát cổ nghe được câu trả lời khẳng định Lập tức quay đầu chạy như bay ra ngoài Lao nhanh về phía thạch liêu trong băng tuyết Con chó này thật đáng chết mà Lại muốn đoạt bảo hả Diệp Hàm vẫn tím mặt, nhanh chóng lao ra. Đám người đồ phi cũng trực tiếp đuổi theo. Gào gào, làm người phải phúc hậu chứ. Nhiều thần thần như vậy, phải phân cho ta mộng nữa. Đại hát cậu nói. Biến, ta không nói chuyện với ngươi. Làm người phải phúc hậu. Còn cho chết ngươi từ trước tới giờ có phúc hậu hay không? Diệp Hàm đá cho nó một cái. Một đống thạch khí thoạt nhìn như rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt nhưng rất khó tưởng tượng đây là do một vị nguyên thiên sư lưu lại. Hy vọng có thể cắt ra một số thứ đặc biệt. Diệp Hàm tự nhủ, hắn cũng không nóng lòng ra tay. Không lâu trước hắn tu thành nguyên thiên thần giác, cảm thấy hiện tại chỉ cần quan sát hắn cũng nhìn ra thứ gì đó. Đây chính là thần tàng nguyên thiên sư lưu lại, khẳng định còn quý báu hơn nhiều so với kỳ thạch giá trên trời của thánh địa nữa. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong. Đây là thần tàng nguyên thiên sư lưu lại hả? đầu Phi vô cùng giật mình, tuyệt đối không ngờ tới một khối đá lớn bình thường trên mặt đất lại có lai lịch lớn tới như vậy. Đây không chỉ có bảo tàng mà tuyệt đối có thể dùng hai chữ thần tàng để hình dung. Đại hát cổ gần như vô lại, nằm sắp nơi đó, đè lên một đống thần khí, nói thế nào cũng không chịu đứng lên. Diệp Hàm uy hiếp, nói Ngươi đừng có ở chỗ này mà làm dướng chân nữa, ta ở thần thành đã gặp qua thạch dương rồi, không chừng nơi này cũng có đó. Nếu như thực sự có thứ gì đó cổ quái, ngươi nằm lên như vậy cũng không có hay ho gì cả đâu. Thạch Dương tính là cái gì chứ? Ngay cả Dương của các chủng tộc Thái Cổ ta cũng từng nhìn thấy rồi kìa. Đại Hắc Cổ chẳng hề để ý mà nói. <laughs> số bảy số càng. Đồ Phi không tin. Trong lòng Diệp Hàm thực ra lại hơi động. Đại Hắc Cổ tuyệt đối là từ trong Tử Sơn đi ra. Lai lịch của nó cũng bị hắn đoán ra đôi chút rồi. Hắn nghĩ tới các đại thánh địa và bách giáo Trung Châu bắt đầu phát động một lần hành động quy mô nhất. Dùng tới thánh binh cực đạo tấn công Tử Sơn không khỏi hỏi. Hắc Hoàng nè, ngươi tin tưởng là tử sơn không sao chứ yên tâm đi không ai có thể thu được cái gì đâu dù bọn họ có thể đi vào nhưng ta dám nói nhất định sẽ tổn hao binh tướng chật vật chạy ra mà thôi thần dương khương thái hư đang ở trong tử sơn đó ngươi cho rằng có thể cứu ra được không vậy hắn tiếp tục hỏi đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất ta làm sao mà biết được chứ ta còn chưa tới tử sơn bao giờ mau mở thần tàng ra đi đại hát cậu cố ý nói sang một chuyện khác không chịu nói thêm cái gì nữa Cuối cùng Diệp Hàm lấy mấy chục kiện thạch khí đưa vào trong phòng, ngồi bên lò lửa xem xét. Trường Ngũ Gia cũng không bình tĩnh, ở bên cạnh mà quan kháng. Vương Xu và Nhị Lăng Tử lại rất kích động, liên tiếp chà chà tay, nóng lòng muốn thử. Diệp Hàm vẫn khởi nguyên thiên thần giác, hai mắt bắn ra hai đạo tử mang, kiểm tra từng thứ một. Những thạch khí này bình đạm vô kỳ, nhưng sau khi dùng nguyên thiên thần giác quan sát thì liền phát giác ra có điều không bình thường. Thạch Lưu Thái Sơ cấm khu, dịp hàm giật mình ngày thường không nhìn ra những cái tảng đá này có gì đặc biệt một khi dùng nguyên thiên thần giác kiểm tra thì liền cảm giác được khí tức đặc hữu của thái sơ cấm khu hắn liên tiếp quan sát hai khối đá cảm thấy bên trong đều trống không nhưng mà khi nhìn sang khối thứ ba hai mắt liền sáng lên rồi nói khối này của thường nguyên đại hát cẩu không ngồi yên nói đâu để ta xem thử cho ngươi xem chẳng khác nào là để mở trước miệng mèo cả có đi không có về đó Tiểu tử người nói chuyện thì khó nghe Đại hát cổ căm giận vô cùng Chẳng lẽ không phải hay sao chứ Di Phạm cười cười rồi nói Khối này cho ngươi cũng được đi Nhưng mà không được có ý đồ với những khối khác nha Được không thành vấn đề Đại hát cổ khẳng khái đáp ứng Lây lây nhị lăng tử bên cạnh Nói Đồ đẩy nè giúp ta mở ra đi Nó từng chỉ điểm nhị lăng tử và vương su tu luyện Hiện giờ khoác lác sai khiến người ta Rắc Nhị Lan Tử trực tiếp vỗ một cái, căn bản không kiên nhẫn bốc từng chút một. Đại Hắc Cẩu nhếch miệng, đau lòng giận dữ nói: "Ngươi kiềm giấy một chút chứ, bên trong có thần nguyên, nếu mà không thì ta ném ngươi vào thái sơ cổ quán luôn á." À. Nói nhanh nhanh phủi đi đá vụn tìm kiếm thần nguyên, một chút thần quang mãnh liệt bắn ra, sáng loại chói mắt, khí tức thần thánh liền ập tới, nhưng mà Đại Hắc Cẩu lại vô cùng khó chịu. "Tiểu tử nè, ngươi đây là lừa gạt ta mà, khối thần nguyên này chút xíu vậy còn không bằng hạt đậu nữa, đây chính là một hạt thần nguyên rất là nhỏ. Tuy rằng quý báu nhưng mà những người nơi này đều đã thấy qua những khối lớn bằng nắm tay rồi. Cho nên không phải giật mình như thường nhân nữa. Đột nhiên thường sắc của đại hát cẩu bị kiềm hãm, thu lấy thần nguyên. Từ trong khối đá vụn còn lấy ra một dím lông mau màu hồng, nhìn rất đẹp đẽ như nhiễm máu vậy. Còn có chút khí tức bi thảm rất dọa người. Trường ngũ gia vô cùng kinh hãi, chợt ngay người, liên tiếp lùi ra sau mấy bước, suýt nữa té ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Vương Xu và Nhị Lăng Tử đi tới gần đỡ lấy lão rồi nói Ngủ ra, ngày sau vậy? Diệp Hàm cũng cả kinh đi tới, nâng lão nhân đứng thẳng rồi nói Lão nhân gia có chuyện gì sao? Đồng thời hắn cũng tiếp lấy cái giấm hồng mau kia, lập tức nhíu mày Trong khối đá này, sao lại có thứ này được? Hắn ở Thạch Phượng từng nghe được một ít truyền thuyết rằng Trong cổ quán có nguyên thần, nguyên quỷ, có nguyên ma Ngẫu nhiên sẽ lưu lại dấu vết ở trong những khối thạch lưu không được phá vỡ, mấy thứ này không được đụng vào. Đôi môi của Trương Ngũ Gia run rẩy, sắc mặt trắng bệch rồi nói: "Lão gia, rốt cuộc là sao vậy?" Đồ Phi hỏi: "Các ngươi chờ ở đây, ta đi lấy thứ thổ tông để lại, đấu chiếu với cái hồng mau này xem sao." Trương Ngũ Gia được Vương Xu và Nhị Lăng Tử dìu đi vào trong phòng. Rất lâu sau mới đi ra, trên tay mang theo một cái hộp ngọc, tuyệt đối là cổ ngọc, màu sắc cũng có chút vàng ố ảm đạm, đây là thứ gì vậy? Đồ Phi khó hiểu hỏi. Thần sắc Trương Ngũ Gia nghiêm trọng. Bên trong không có gì quý giá cả mà chỉ có mấy cái bộ lông giấm gió màu đỏ nhìn rất kinh người. Mấy cái giấm lông này nhìn giống y như cái thứ trong đống thạch khí cắt ra. Chỉ là thời gian quá lâu mà màu sắc đen đi mà thôi. Những thứ này... Đồ Phi nghi hoặc khó hiểu nhìn Trương Ngũ Gia. Đây là thứ duy nhất lưu lại ở cái đêm mà Nguyên Thiên Sư mất tích đó giọng nói trường ngũ gia rung rung. Diệp Hàm có nghe qua một ít chuyện cũ của Nguyên Thiên Sư, lúc tuổi già rất không bình thường, có thể nhìn thấy những thứ rất kỳ diệu mà người khác không thể thấy được. Ở cái đêm mà y rời đi, bên ngoài nổi lên một cơn toàn phong hồng mau, có một sinh vật đáng sợ nào đó kêu gào suốt một đêm. Thành âm đó thê lương mà bi thảm, truyền xa hơn 10 dặm khiến người ta phải sợn tóc gáy. Trong đêm đó, có một đứa trẻ 4 tuổi ở cạnh Nguyên Thiên Sư lúc đó bị dọa thành si ngốc, phải hơn nửa năm sau mới trị liệu thuốc. Theo lời của người đó nói, thì đêm đó gã thấy một cái bàn tay tổ da tràn ngập hồng mau, còn nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ có một sinh vật hình người đi lại. Khi gã quay đầu lại thì sư tổ đã biến mất vĩnh viễn rồi. Tà quái như vậy hả? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Gã biết rõ sự cường đại của Nguyên Thiên Sư có thể nói là kỳ nhân trên thế gian, nguyên thuộc đạt tới đăng phong tạo cực, tiếp cận đại đạo, có khả năng thông thiên triệt địa, ngay cả các đại thánh chủ cũng không làm được cái gì. Nhưng mà khi bọn họ vì già lại không bình thường, không thể tự chủ được, rốt cuộc là đã xảy ra điều gì? Ánh mắt của đại hát cẩu cũng lóe lên, đang cân nhắc thật cẩn thận. Diệp hàm ngồi sớm xuống, bắt đầu khôi phục lại thạch khí, giật mình phát hiện trong tảng đá này thường nguyên ban đầu phải lớn bằng đầu người mới phải. Là bị thứ gì đó ăn mứt, còn không phá hỏng cái lớp đá bên ngoài mà làm mất đi thường nguyên bên trong rồi. Sau khi biết điều này không chỉ có hắn giật mình mà tất cả mọi người đều biến sắc. Thường sắc dịp phàm ngưng trọng, không nói cái gì thêm mà phá tiếp hai cái khối thạch khí được hắn phán đoán là bên trong có thứ quý hiếm ra. Khối đá như khối đá kia không có gì, nhưng cái chạy đá lại không tầm thường, ở trung tâm có một cái thạch quả. Nhưng mà tinh khí của nó đã hết rồi, sau đó hoàn toàn hóa đá, quy thành phàm vật. Đây là loại quả gì vậy? Cũng không phải là phàm vật, đáng tiếc tinh hoa đã bị hút hết rồi tất cả mọi người cảm giác được cái tính nghiêm trọng của vấn đề các kỳ trân nguyên thiên sư lưu lại đều đã bị thứ gì đó nhanh chân lấy hết mất rồi hài tử không nên cắt thêm nữa những thạch khí này đã lây dính lực lượng ma tính rồi ta sợ người cũng giống như tổ tiên lại xảy ra chuyện không bình thường trương ngũ gia khuyên nhủ sắc mặt rất không tốt không sao đâu hẳn là cái đêm ở dạng năm trước đã xảy ra chuyện gì đó Thời gian qua lâu như vậy rồi Thì dù có lưu lại cái gì cũng đã sớm tan biến rồi Diệp Hàm lắc đầu Ngươi không hiểu được ý tứ của ta Ta sợ ngươi lại lây dính cái loại khí thức đó Tương lai sẽ gặp phải điều không may Giống như tổ tiên của ta Trường ngũ gia rung giọng nói Nhiều khả năng nguyên thiên sư lúc vậy dạ Đã tự mình xảy ra dị biến Hay là trước lấy điều gì Cuối cùng là đi tới nơi nào chứ Đồ phi tự nhủ rồi nói tiểu diệp tử nè ngươi thật sự phải cẩn thận chút đó nguyên thiên sư đều là kỳ nhân cuối cùng vẫn khó có thể thoát khỏi số mệnh đáng sợ ta không sợ tương lai ta thực muốn xem thử có chuyện gì đáng sợ phát sinh trên người của mình đó lời này vừa ra căn phòng đột nhiên xuất hiện một cổ âm phong những sợi lông màu đỏ kia như bị một cổ lực lượng đáng sợ thổi lên dính vào người của hắn nhìn thấy một màn này dù là đại hát cẩu cũng tròn mắt cảnh giác nhìn bốn phía không thể nào hiện tại lại động tới ngươi rồi đồ phi giật mình đôi môi trương ngũ gia rung rung nói ừ, số mệnh tổ tiên cái loại ách nang này lại xảy ra nữa sao thân thể dịp hàm khẽ chấn động phát ra thần quang rực rỡ hắn như là một tiên lô vĩnh hằng nóng cháy vô cùng khí huyết như biển như một con chân lông thức tỉnh tất cả cái số hồng mau đều dập nát hóa thành tro bụi rơi xuống toàn thân dịp hàm không nhiễm chút bụi nhỏ nào ta đúng là không tin tà ma tương lai thực muốn nhìn xem sao. Hắn vừa rồi cảm giác được một cỗ lực lượng khó hiểu muốn xâm nhập vào trong thân thể của hắn, nhưng lại bị thánh thể bại xích, luyện hóa sạch sẽ. Các người lùi xa ra một chút nha, những khối đá này hẳn là còn sót lại một ít cổ quái đó, nhưng mà chúng không làm gì được ta đâu. Diệp Phạm nói, Diệp Phạm liên tục mở ra mấy khối thạch ma, bên trong đều trống rỗng, không có thứ gì cả. Nguyên thiên sư lưu lại tuyệt đối là thần tạng Bên trong những tảng đá này không có bị hút đi tinh hoa Sao lại trống trống vậy Đồ Phi khó hiểu Trương Ngũ Gia nói Tất cả thạch khí trong thạch trại Đều ở nơi này Cũng không phải tất cả đều ở nhà ta Để ta chọn một chút đi Trương Ngũ Gia dựa theo trí nhớ Chọn ra mười mấy kiện thạch khí Đều là chày đá, thước đá, cối đá Những vật dùng hàng ngày Dịp hàm mở ra những cái khối đá này Quả nhiên đều là trống không Không có thứ gì cả đây là thạch khí của cả những nhà khác trong thạch trại. Răng rắc, hắn liên tiếp phá đi bốn kiện thạch khí, đều là của nhà trương ngũ gia. Trong lòng rất rung động nhưng đều nhíu mày, bên trong tuyệt đối đều là kỳ trân nhưng tinh hoa đều đã biến mất rồi. Trong đó, trong một khối đá có ánh sáng lóe lên, khoảng trống lớn, chừng một cái chậu lớn nhưng lại chỉ có mấy cái mẫu thần nguyên vụn vặt. Trời ơi, một cái khối thần nguyên lớn bằng cái chậu, đây đúng là một báu vật kinh thiên mà, mà chết tiệt chứ bị thứ gì đó lấy đi rồi, Đồ phi cả kinh kêu lên Đại hát cổ cũng trừng mắt gào lên một tiếng Nói Còn có thiên lý hay không vậy Bỗng hoàng muốn cắn cái thứ đó Vẫn như cũ Những cái thứ này đều lưu lại hùng mau Thân sắc dịp phạm ngưng trọng, Trong một khối thạch khí Tuy không có ánh sáng Nhưng lại có một loại dị quả đã bị thạch hóa rồi Nhìn thấy một màn này Ngay cả dịp phàm cũng không thể bình tĩnh lại được Đây rất có thể là một gốc cổ thần dược nguyên thiên sư lưu lại thần tàn căn bản không có phạm vật mà cha tiệt thần dược mà đây là thần dược thái cổ đại hát cổ như phát cuồng đôi mắt thiếu chút nữa là trồi ra ngoài có vị đại đế lấy cái loại thần dược này luyện ra tiếng đan cứu sống một người bạn thân đã chết đó đại hát cổ như điên lên nhảy lên nằm xuống không ngừng chạy quanh cái đám thạch khí này tru lên liên hồi nó như điên lên mất rồi sau khi thấy rõ tình huống bên trong khối thạch khí thứ ba thì cũng âm thầm mắng chửi, cũng cảm giác như điên lên mất rồi Đây tuyệt đối là địa mệnh quả đã bị hóa thạch mà Rà! Bên trong khối thạch khí này là một khối thạch châu lớn bằng cái bát Có chút giống nhân nguyên quả, cũng có chút giống lông châu Tuyệt đối giống như là với lông châu địa mệnh quả Cái gì? Là địa mệnh quả hả? Loại quả này tuyệt đối không thua kém gì thần dược thái cổ Đại hát cổ nghe nói như vậy liền mắng chửi âm sầm Thần tình đồ phi cũng tràn ngập khiếp sợ và tiếc nuối, lẩm bẩm, nói Nguyên thiên sư quả thật là nghịch thiên mà, tùy tiện để lại vài khối thạch khí, đều là có thứ này thứ nọ, đúng là thần tạng Nhưng mà con bà nó chứ, bị thứ gì nhanh chân cướp mất rồi Trương Ngũ Gia, Vương Xu và Nhĩ Lăng Tử tuy rằng không biết được những cái loại kỳ trân này Nhưng lại có thể cảm giác được tâm tình của mấy người dịp hàm Biết được đây nhất định là thần vật tuyệt thế, thần dược thái cổ địa mệnh quả đều là những thứ diệp hàm vô cùng khao khát vì nó có thể cứu được tính mạng của tiểu đình đình nhưng lại bị hút hết tinh khí rồi khiến cho hắn cảm thấy rất mất mát nguyên thiên sư lưu lại thần tàn quả nhiên thành công giả tràng khiến cho hắn tràn ngập tiếc núi trong khối thạch lưu thứ tư này là một cái gốc cây hóa thạch nho nhỏ mọi người như chết lặng không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là thần vật nghịch thiên con bà nó tim của bổng hoàng như đang rỉ máu nè với một kẻ tham lam như đại hát cổ mà nói thì đây quả là cái vẻ mặt chân thực của nó còn có thiên lý không hả trời thần tạ nguyên thiên dư <laughs> rốt cuộc bị thứ gì cướp mất vậy chứ đồ phi cũng tràn ngập tiếc nuối mấy thứ này nếu hiện thế tuyệt đối kinh chấn thiên hạ không chỉ có chư thánh chủ thánh địa mà mấy đại hoàng chủ của trung châu cũng phải khom lưng muốn cầu Lịch đại lão thánh chủ và lão hoàng chủ dù đứng trên giang sơn ước vạn dặm nhưng lúc về già chỉ mong có được một cái gốc cổ thần dược để kéo dài sinh mệnh, chỉ có thể tự mình đi tới những nơi hoang vắng mà thôi. Trên thực tế cũng chưa từng nghe nói có ai thành công tìm được cả. Nhưng thần tàn của Nguyên Thiên Sư lại lưu lại đều là những thần vật nghịch thiên, ngẫm lại cũng khiến cho người ta phải kinh sợ. Liên tục mở ra mấy khối thạch khí đều là những tuyệt thế kỳ trân bất cứ người nào cũng không thể bình tĩnh mà tràn ngập không cam lòng. Những thứ này nếu điều hiện thế thì chỉ sợ là trời cao cũng không dung, bởi vì mọi thứ đều có thể nghịch thiên cải mệnh mà. Diệp Hàm dừng bình tĩnh lại, nếu thực sự khiến cho hắn được những cái cổ thần dược này thì hắn ngược lại cảm giác không thực tế. Bỗng hoàng hiện tại tên rằng có tên vô liêm sĩ châu hình đang chơi ta mà. À! Yeah! Đại hát cậu oán hận không thôi, kết quả như vậy khiến không ai không thở dài cả. Trương Ngũ Gia đột nhiên mở miệng nói: Lần trước không phải cắt ra được nhân nguyên quả hay sao? Có lẽ còn có thứ nào đó lưu lại, cũng không phải tất cả đều đã bị hủy diệt đâu. Những thạch khí trong nhà Trương Ngũ Gia đều là do Nguyên Thiên Sư lưu lại, chỉ còn lại tám kiện. Trong mấy tảng đá này thực sự có thể cắt ra kỳ trân tuyệt thế hay sao? Mọi người lập tức tràn ngập hy vọng đúng vậy mở ra mở hết ra bổn hoàng có một loại trực giác á, rất có thể còn lại một thần vật gì đó vô cùng trọng yếu không chừng có một góc cổ thần dược á đại hát cổ khuyến khích diệp phàm để cho hắn động thủ hận không thể lập tức lấy ra kỳ trân tuyệt thế sắc trời âm u gió tuyết gào thét trong phòng lò lửa bập bùng âm thanh lẹp bẹp của gỗ đốt rất ấm cúng mấy người vây quanh tám kiện thạch khí chuẩn bị mở ra các ngươi lui ra sau một chút Diệp Hàm ý bảo mấy người lui lại. Tuy rằng đã qua hơn vạn năm, nhưng mà những tảng đá này vẫn lưu lại một ít lực lượng quỷ dị. Rắc kiện thạch khí thứ nhất bị mở ra, bên trong chảy ra một ít bột phấn màu xám như hạt cát chảy xuống đất. Đây là thứ gì vậy? Mấy người đi tới gần, hai mắt nhìn nhau không nhận ra đây là cái thứ gì. Đây khẳng định là thứ tốt, nhưng mà tinh khí bị hút đi hết rồi, chỉ còn lại bột phấn mà thôi. Nói cách khác, hơn phân nữa là thần dược có thể khiến người chết sống lại ngay cả diệp hàm cũng không thể phán đoán được đây rốt cuộc là cái thứ gì tuy nhiên hắn cũng không theo đuổi tìm kiếm vì nó đã không còn giá trị nữa rồi liên tiếp cắt ra bốn kiện thạch khí bên trong rãnh sáng hoặc là thạch hóa tất cả tinh hoa đều đã bị biến mất cả rồi kiện thạch khí thứ năm vừa bị mở ra lập tức một cổ khí tức âm lãnh lao ra còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngoài trời lạnh thấu xương khiến người ta cũng phải tim đập nhanh hơn cắt ra thứ tốt rồi rốt cuộc không còn trống nữa rồi Đồ Phi cả kinh nói, quang hoa lóe lên trong mắt của đại hắc cẩu, thân thể trùng xuống, vừa nhìn đã biết chuẩn bị lao lên cướp đoạt rồi. Diệp Hàm trừng mắt nhìn nó một cái rồi nói, Người ngoan ngoãn lại đi, đừng có tưởng cái gì cũng cướp đoạt được nha. Yên tâm đi, bổng hoàng chưa bao giờ làm cái loại chuyện không phúc hậu như vậy đâu. Răng rắc, khi đầu thứ hai hạ xuống, khe hở lại gia tăng, khí tức băng hàng càng lạnh lẽo hơn, đồng thời có rất nhiều hào quang thường thánh bắn ra. Thật sự là thứ tốt kìa! Đồ Phi cả kinh kêu lên. Trưng Ngũ Gia, Vương Xu, Nhị Lan Tử cũng rất giật mình. Tất cả đều trố mắt ra nhìn chầm chầm cái kiện thạch khí trong tay của Diệp Phàm Nước miếng đại hát cổ chỉ muốn trào ra, lại phục thân xuống, tiến lên trước vài bước. Một đôi chân trước móng vuốt cũng dài ra. Đồ Phi giận dữ, nói Ngươi vừa nhìn đã biết không có hảo ý rồi, có phải thật sự định cướp đoạt không vậy? Đại hát cẩu lộ ra bộ dáng khinh thường, nói gì chứ bỗng hoàng là loại người như vậy sao chứ chưa bao giờ làm cái loại việc đó nghe ông ta từ trước tới nay đều dùng đức hạnh phục nhân á cái gì ngươi đó hả còn lấy đức phục nhân nữa hả diệp hầm cười, cười khẩy nói yên tâm đi bỗng hoàng không phải cái loại người như vậy đâu bỗng hoàng không thèm làm việc như vậy vẻ mặt của đại hát cổ ra vẻ rất trung thực diệp hầm không nói cái gì thêm hạ đau thứ ba xuống quang hoa thần thánh lưu chuyển Răng ra thạch khí khiến cho nó biến thành một mảnh màu vàng sáng rọi, Căn phòng lập tức lạnh tới thú xương như rơi vào hầm băng vậy. Không đúng, có gì cổ quái, không đừng nhúc nhích. Đại hát cổ đột nhiên nói, mọi người ở trong phòng đều bị nó làm cho kinh hãi, đám người đồ phi cũng lập tức lui ra sau. Người phát hiện ra điều gì? Trường ngũ gia hỏi. Đại hát cổ không đáp, vẻ mặt rất ngưng trọng, hai mắt mở to ra trừng lớn ra, đi về phía trước mà thăm dò. Con bà nói con chó chết tiệt vô đạo đức nhà ngươi Lại muốn cướp đoạt bảo bối rồi Đồ Phi ở một bên kêu to Đã cậu vô cùng không phúc hậu Cố ý nói chuyện giật gân để cho mọi người bất ngờ Rồi dùng động tác cực nhanh mà lao tới Đồ Phi giận dữ Trương Ngũ Gia và Vương Xu Nhị Lăng Tử cũng há hốc cái miệng ra Cũng muốn chặn nó lại Nhưng mà đại hát cẩu vô cùng nhanh Đứa hát cái đã lao tới Mấy người không kịp ngăn cản Đuổi theo con chó này thật vô đạo đức mà Ngay cả người một nhà mà còn cướp đoạt nữa Đồ Phi kêu lên <laughs> Đừng có đuổi theo Bên trong không phải là thứ tốt gì đâu Diệp Hàm mỉm cười yeah! Gần như đồng thời Hắc Hoàng kêu lên thảm thiết Giống như bị người ta chặt mất một cái đuôi trọc vậy Vô cùng thê lương Khiến cho Hoàng trong phạm vi mười dặm Cũng bị dọa cho phải bỏ chạy Mấy người đi tới phía ngoài phòng, nhìn đại hát cổ đang sụi bột mép, cả người sợ hãi tới thức kinh tiểu tử ngươi có phải đã sớm nhìn ra thứ gì rồi đại hát cẩu thất thú kêu lên hả ta thấy cái gì chứ di phàm cười rồi nói ngươi lừa gạt ta đại hát cẩu tái mặt chạy như điên ra mấy người đều tới gần nhị lăng tử phá đi cái lớp đá vụng, lập tức có một cái đầu lâu lăn ra tất cả mọi người đều lùi lại chỉ có hát hoàng là nằm sát mặt đất nôn khang mực đắng mực vàng nung ra hết Vừa rồi nó cắn thạch khí này thiếu chút nữa là nuốt luôn rồi Trời ơi, trong thạch khí sao lại có thứ này Vương Xu sợ hãi kêu lên Trương Ngũ Gia và Nhị Lăng Tử rút lui Thiếu chút nữa ngồi sẫm xuống Đây là sinh vật thái cổ sao Đồ Phi vô cùng kinh ngạc Đây là một cái đầu khô quắc Chỉ có một tuần da già cỗi ngoài xương Trên đầu có một cái ít tóc khô vàng Như cỏ dại rối mù Rất thưa thớt hàng ý âm lãnh đúng là do nó phát ra. Trong tảng đá vỡ vụn còn có một vài mảnh thường nguyên rơi xuống mặt đất, phát ra ánh sáng lập lòe, khiến cho nó càng thêm dữ tợn. Tiểu tử, là người cố ý phải không? Đại hát cẩu hung hăng nhìn dịp hàm, lộ ra ánh mắt chán ghét. Ta còn chưa có mở ra nữa mà, là chính người cướp đoạt nó mà. Đáng đợi làm chi, ai bảo người tham lam vậy chứ, thấy bảo bố gì cũng đội cướp, hoàn toàn là tự tìm khổ rồi. Đồ Phi đã kích. Đâu, đâu, đâu. hát cậu thức thế sủa ra một tràng khiến gà chó trong thạch trại cũng loạn cả lên được rồi được rồi đừng có sủa nữa người sủa như vậy đồng loại của người chạy hết rồi kìa đáng đợi mà ai bảo người tham làm chi chứ không ai thông cảm cho nó cả đều nhoẻn miệng cười ngay cả trương ngũ gia cũng lắc đầu đại hát cẩu buồn bực vô cùng tự biết đuối lý rồi không biết phải làm sao lẩm bẩm sau khi kiểm tra cẩn thận, có thể phát hiện ra là cái khối đầu lâu này bị phong trong một cái khối thần nguyên. Đáng tiếc bị tồn tại đáng sợ ăn mất rồi, chỉ còn lại cái đầu khu quắc này thôi, cũng không có giá trị gì. Cuối cùng nó bị nhị lăng tử tìm một chỗ mà chôn đi. Bọn người dịp hàm liền trở lại phòng. Vẻ mặt của đại hắc cổ buồn bực, vừa đi vào vừa cỏ cỏ cái chân cúi đầu. Nhìn thấy bộ dạng của nó như vậy, mọi người không kìm được đều phá lên cười. <cười> Cười cái gì mà cười Đại hát cẩu hung hăng trợn mắt Cái đuôi cũng dựng đứng lên Sau đó ngồi chầm hởm xuống Trừng mắt nhìn chầm chầm vào cái kiện thạch khí thứ sáu Rắc Dịp hàm mở kiện thạch khí thứ sáu ra Một mùi hương nhàn nhạt lập tức tràn ra Cũng có chất lỏng chảy xuống Lần này hẳn là thứ tốt rồi Ánh mắt của đại hát cẩu sáng lên Tuy nhiên không dám cướp loạn nữa Lấy ngọc khí đi Dịp hàm nói đồ phi lập tức đưa cho hắn một cái bình ngọc tinh oánh trong suốt sau khi trải qua tế luyện là ngọc khí tuyệt hảo để bảo tồn những kỳ trân dịp hàm cẩn thận mở ra thạch khí trung tâm chỉ có một cái đoạn chất lỏng tản ra thanh hương nhàn nhạt, nhạt không biết là cái thứ gì đây không phải là cái loại thần quả nào tan chảy ra chứ đồ phi đoán dịp hàm thu lấy chất lỏng này vào trong ngọc khí cẩn thận quan sát cũng không nhìn ra được đây là cái thứ gì nói Xem hình dạng trong thạch khí này á, thì đích xác là rất giống một loại trái quả đó, mà hiện tại biến thành chất lỏng rồi, không biết còn sót lại mấy phần dược tính nữa. Nói không chừng là thần dịch đó. Ánh mắt của đại hát cổ lóe sáng hào quang, vừa nhìn đã biết không có hảo ý gì rồi. Ngươi đừng có định làm loạn nha, hay là ta cho ngươi nếm thử một chút vậy, thế thì sao? Diệp Hàm cười, nói. Đại hát cổ rất động tâm, nhưng mà nghĩ tới lần trước cướp đoạt như nguyên quả, bị độc cho chết đi sống lại, cho nên không chịu ăn cái thứ này, kiên quyết lắc đầu, nói Thôi miễn đi, vẫn là để ta giữ giùm ngươi cho. Ngươi đừng có mơ. Diệp Hàm không cho nó cơ hội cướp đoạt, hào quang chợt nhoáng lên trực tiếp thu vào trong cơ thể. Loại chất lỏng này hiện tại tuy không biết là thứ gì, nhưng mà có thể đến thần thành hỏi. Những cái lão già bảo thủ kia khẳng định có người biết được, không chừng còn là kỳ trân kinh thế nữa. Còn lại hai kiện thạch khí cuối cùng, Diệp Hàm nhẹ nhàng gõ ra một cái tảng đá, có gì không vậy Đây là cái gì vậy Sao lại giống như là một cái mật đắng vậy Không phải là nội tạng trên người cổ sinh vật gì chứ Mấy người ở trong phòng Tất cả đều rất kinh ngạc Trong thạch tâm là một cái mật lớn Cũng không bị phong ở trong thường nguyên Nhưng mà tràn ngập lực lượng sinh mệnh Nội tạng của sinh vật cổ Không bị phong ở trong nguyên Thì hẳn phải hư thối rồi mới phải chứ Đồ Phi khó hiểu nói Đây là thạch đảm Là một ra từ trong tảng đá Diệp phàm rất kích động Có tác dụng gì vậy Thử cho con chó tham lam này ăn thử một cái đi Dù sao nó sống rất dai mà Đồ Phi nói Con bà ngươi sao ngươi không ném thử đi Đại hát cổ nhai răng nói Nhớ tới những gì đã trải qua lần trước Khóe miệng cũng phải coi giật Loại thạch đảm này đối với ta có trọng dụng đó Có thể trợ giúp ta tu thành nguyên thiên thượng giác Đạt tới cảnh giới viên mãn Diệp phàm cẩn thận thu cái thạch đảm màu tím này vào tay Vô cùng kích động trong nguyên thiên thư có ghi lại rất rõ ràng thần thạch kích đảm có thể làm sáng hai mắt thần giác đại thành thiên nhãn tự sinh tiên linh nhãn âm minh nhãn đều là các loại thiên nhãn chính là bẩm sinh mà có sau này ngoại trừ cơ duyên đặc biệt ra bằng không thì không thể sinh ra thiên nhãn được nguyên thiên thần giác nếu đạt tới viên mãn có thể biến thành thiên nhãn các đời nguyên thiên sư đều sinh ra thiên nhãn mạnh nhất có thể khám phá những thứ mắt thường không thể nhìn thấy được phát hiện ra căn nguyên Đáng tiếc là nó màu tím chứ không phải màu vàng, còn chưa trưởng thành. Nó cũng chỉ bằng như nguyên quả thôi mà chưa thể sánh bằng cổ thần dược được. Diệp Hàm có chút tiếc nuối, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng may là nó chưa bị thương tổn gì, trước có thể phong ứng lại, sau đó thì dùng thần nguyên cung cấp tinh khí để cho nó thành thục vậy. Thạch đảm đối với nguyên thiên sư là kho báu vô giá, thứ gì cũng không thể đổi được, có thể giúp cho nguyên thiên thượng giác đạt tới viên mãn, Nguyên thiên sư chân chính dù không cần dùng nguyên thuật Chỉ liếc mắt cũng nhận ra cổ quán Tung hoành thiên hạ Những thứ bí ẩn trong nguyên cũng có thể nhìn ra được Còn lại một thạch khí cuối cùng Dịp hàm huy đau nhưng không có thứ gì bên trong Dù có ánh sáng Nhưng kỳ trân đã sớm biến mất rồi Tuy rằng sớm có tâm lý chuẩn bị Nhưng mấy người vẫn có chút mất mát Nguyên thiên sư lưu lại thần tạng Có thể nói là kinh thế Đều là thần vật nghịch thiên Đáng tiếc lại bị tồn tại nào đó cướp mất rồi Không lưu lại cái gì nhiều nếu nghĩ kỹ thì bất kể là nhân nguyên quả lần trước cắt ra hay là thạch đảm màu tím này cũng chưa trưởng thành. Chắc vạn năm trước còn chưa hình thành cho nên mới bảo tồn cho tới nay. Đáng tiếc thiệt mà, một đống thần tạng như vậy lại bị hủy rồi. Đồ Phi tràn ngập tiếc núi. Lần này đoạt được, ngoại trừ thạch đảm ra thì chỉ có cái chất lỏng không biết tên kia. Hiện tại không thể đánh giá giá trị được. Tuy nhiên trong lòng dịp hàm cũng rất chờ mong. Biết đâu là kỳ trân kinh thế cũng không chừng. Chạng vạn khi tuyết ngừng rơi, một thân ảnh khôi vĩ xuất hiện ở thạch trại, bàn bác đi tới nơi này. Người hắn như tên, có khí thế bàn bạc, mây rắm mắt to, khung xương thu to, vô cùng hùng trắng. Cánh tay còn to như cái chân người khác nữa. Hiện giờ, gã tu luyện cổ kinh yêu đế, cả người có thêm một cổ khí chất đặc biệt, cường đại mà phong duệ Hai mắt sáng ngời có thần, như là một thần chi trong yêu tộc. Gã tóc đen tung bay, oai hùng đình bạc. Ánh mắt sắc bén rất thần võ, khí thế cực kỳ cường đại. Thần thức của Diệp Hàm vô cùng mẫn duệ, lập tức cảm giác được khí tức của gã. Bước ra một bước đã xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, ở trước thạch trại nghênh đón gã. Bạn bác! Diệp Phạm! À... <laughs> hai người lại gặp nhau, đều cất tiếng cười lớn. Ở thế giới này có thể có được bạn thân ở cố hương làm bạn. Có lẽ là ân huệ lớn nhất trời cao ban cho hai người. Bọn họ không có gì phải khách khí cả Gặp nhau liền đối nhau mấy chưởng Dịp hàm hỏi Nè, ngươi làm sao tìm được nơi này vậy Ờ, à, hai ngày trước á Khi ta đuổi giết tinh thánh tử dự khuyết của Du Quang Thì gặp được con chó mà ngươi nuôi kia kìa Nó nói cho ta biết chỗ này á Bàn bác cười nói Mặc dù có khí chất như yêu thần Nhưng mà gã vẫn là bàn bác như trước Tâm tính không có gì thay đổi Chỉ là trở nên cực kỳ thần võ mà thôi Thân thể cổ động phát ra bảo huy áp nhân Rau, cái gì mà hắn nuôi? Đại hát cổ vô cùng tức giận, dựng thẳng cái đuôi trọc lên từ trong phòng chạy ra ngoài. Diệp Phạm nói, Con chó chết này nói với ta là thấy ngươi thôi, mà không nói là ngươi muốn tới đây. Khẳng định là nó đang có âm mưu với cổ kinh yêu đế của ngươi đó. <laughs> Vị hôn đệ này, ngươi rất dũng mãnh đó. Đơn độc đuổi với thánh tử các thánh địa, thật sự khiến ta khâm phục á. Đồ phi cười lớn từ trong phòng đi ra rồi nói, Khó có được nhìn thấy một nhân vật như ngươi á, hôm nay chúng ta phải uống thật là thống khoái nha. Diệp Phạm và bạn bác tuy rằng rất lâu không gặp nhau nhưng mà căn bản không có cảm giác xa lạ nào cả. Ở thế giới này hai người tuyệt đối là thân cận nhau nhất. <laughs> bạn bác cũng cười lớn nhìn ra quan hệ giữa Đồ Phi và Diệp Hàm không tầm thường tất nhiên vô cùng nể mặt rồi nói. <laughs> Được rồi, đêm nay không say không dùng. <laughs> Thông khoái, ta tìm người chuẩn bị ít thịt chó nha. Đồ Phi cười lớn cảm giác bạn bác rất là hợp tính của gã. <laughs> Con chó chết này đừng cắn tao Tao chuẩn bị thịt lừa thịt dây cho ngươi Không được hả <laughs> Mấy người lập tức cười vang lên Không lâu sau Rượu và thức ăn nóng đã được bưng lên Còn có một cái chiếc chân dây nướng vàng ươm Mấy người uống rượu bằng bát Ăn những cái miếng thịt lớn Không khí rất vui vẻ Bạn huynh à Ngươi đuổi theo cái tên thánh tử dự khuyết của dư quan kia Rốt cuộc có giết được gã không vậy Đồ phi hỏi Hắn bị ta đánh trọng thương rồi Không chết cũng phải lột da Tuy nhiên bản lĩnh chạy trốn của gã cũng thật là quá mạnh rồi bàn bác có chút tiếc nuối Đồ phi liếu lưỡi Người này thật là quá kinh khủng mà Đuổi giết thánh tử mà như chuyện bình thường Người khác tuyệt đối không dám xuất thủ như vậy Hắn trốn vào băng tuyết cung không chịu đi ra Được cái đại giáo đó che chở Bằng không hả đã phải chết không thể nghi ngờ rồi Bạn bác giải thích bạn huynh à, ngay cả thánh tử mà ngươi cũng dám đuổi giết như vậy Mấy người chúng ta liên thủ lại Giết dạy tên thánh tử, bắt dạy thánh nữ chơi đi Đồ Phi đề nghị Được, chúng ta để cho dịp tử xả giận một chút nha Bạn bác buông cái bát rượu lớn xuống Nói Ta vừa bắt được hành tung của một thánh tử và hai thánh nữ Vừa lúc có thể săn giết bọn họ <laughs> Thông khoái mà, trời tới luôn Đồ Phi sợ thiên hạ không loạn Nói Thánh tử thì giết, thánh nữ thì săn <laughs> Đại hát cổ cũng uống say tới mắt lờ đờ lập tức gào theo. Thâu nhân sống! Hết tập 88 của bộ truyện Già dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio nha.